Nói về bộ sưu tập t-shirt Visodes thì trước khi mà t-shirt Perix ra đời, chúng ta phải nói đến bộ sưu tập t-shirt Visodes và Lerlock, hai bộ sưu tập mà có doanh số bán hàng đầu của t-shirt thời điểm trước đây. Nếu các bác mà ra ngoài hãng hỏi rằng là đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ để đi làm thì chắc chắn người ta sẽ giới thiệu cho các bác một là Visodes, hai là Lerlock. Và hôm nay thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một chiếc t-shirt Visodes, nhưng không phải là bộ máy ETA 40 giờ tích cóp, mà nó sẽ là bộ máy Powermatic 80 với 80 giờ tích cóp. Và đặc biệt hôm nữa đó là Visodes hiện tại đã có kích thước size lớn dành cho những anh em có cổ tay lớn một chút. Thay vì những cái size 40 như trước đây thì chiếc t-shirt Visodes của em thì nó sẽ có kích thước size 42mm. Nó sẽ phù hợp với những anh em có cổ tay lớn lớn một tí. Và thật sự mà chiếc Visodes mà em đang cầm trên tay thì cái màu của nó quá đẹp đi. Đây là một chiếc với gam màu champagne, phải nói là vô cùng sáng và bắt mắt. Không có gì để mà chê trách cả. Chiếc đồng hồ em đang cầm trên tay nó sẽ có mã hiệu là T118-430-160210. Những cấu hình máy thì cũng khá là cơ bản thôi. Đi theo em nó sẽ là một bộ dây dập vân cá sấu, một chiếc khóa bướm với logo t-shirt. Và các bác có thể thấy là với Visodes thì nó sẽ sử dụng là logo ngày xưa. Các bác nhìn thấy cái logo ngang chưa? Đấy, bây giờ các bác cứ để ý bây giờ nhé, t-shirt thì nó sẽ sử dụng một cái logo thẳng như thông dượng. Nhưng mà riêng cái vòng Visodes này thì nó sẽ sử dụng cái logo huyền thoại là bộ logo nghiêng đấy. Nó đem lại cái vẻ gì đấy, nó cổ kính, classic hơn cho chiếc đồng hồ của chúng ta. Đó. Thiết kế thì vẫn vậy thôi, vẫn là thiết kế đó của t-shirt. Nhưng thay vì kích thước size 40 thì hiện tại chúng ta đã có một chiếc đồng hồ với kích thước size là 42mm. Lát nữa em sẽ đo kỹ hơn cho anh em. Toàn bộ thân vỏ của chiếc Visodes này nó sẽ được đánh bóng tạo ra cái độ sang trọng để hợp hơn với cái mặt số của đồng hồ. Phải nói cái mặt số con này không phải là một tông quá sáng, nhưng mà nó vẫn đảm bảo là một chiếc đồng hồ với gam màu sáng và sang. Thật sự là rất sang. Kính sapphire nguyên khối được thiết kế theo kiểu dạng cuvette, tức là nó sẽ làm hơi cong. Thế nên các bác có thể nhìn thấy là mặt kính của nó rất là trong, cho dù là không hề có phủ chống lóa nhé. Đây, kích thước size thì là 42. Thực chất là nếu mà đo chuẩn ra thì con này phải là 42 đấy các bác. Đấy, nếu mà đo chuẩn. Dày là khoảng độ tầm 11.7. Kính cong rồi ở đây các bác nhé. Chứ còn nếu kính phẳng thì nó rơi vào tầm khoảng 11 thôi. Lắc tô lắc nó rơi vào tầm khoảng 48 hơn. Nói chung là với size 42 thì tất nhiên là các bác nên có cổ tay. Cái phần này của em là tương đương 17 này. Cổ tay khoảng tầm 16-17 đổ lên thì nó sẽ là hợp nhất. Đấy các bác chú ý nhá, về kích thước size của con này là 42 chứ không phải là 40. Đấy, chứ còn thực ra nếu anh em cổ tay khoảng tầm 16 hoặc là dưới 16 đeo như em thì cũng được. Nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận đó là cái càng nó hơi dư ra một tí. Đeo thì cũng ổn đấy, nhưng mà càng thì nó sẽ hơi dư ra một tí. Đó là chúng ta phải chấp nhận thôi nếu mà anh em cổ tay nhỏ. Còn với cọc kim thì các bác có thể nhìn thấy này, hoàn thiện rất tốt đúng không các bác? Bây giờ thì t-shirt hoàn thiện tốt hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Em đánh giá là cái độ hoàn thiện thân vỏ nó đã tốt hơn khá khá rồi. Còn về mặt số thì đây vẫn là cái điểm nhấn lớn nhất của chiếc đồng hồ Visodes này. Thứ nhất là nó sẽ có cái màu vàng champagne. Nó không phải kiểu cái vàng ruộm đâu các bác, mà nó sẽ là màu vàng, nhưng mà nó sẽ hơi có cái gì đấy, nó ánh thép một tí, nó nhạt đi một tí và nó kiểu cảm giác như là màu vàng champagne. Tất nhiên là nó sẽ đậm hơn champagne. Nhưng mà cái màu vàng con này thì trông nó trung tính hơn và nó sẽ không kiểu quá sặc sỡ như là màu vàng gold thông thường. Còn về thiết kế thì vẫn giữ là cọc vạch và kim dolphin. Còn về cái logo thì như em có nói, t-shirt Visodes này thì nó sẽ được viết theo kiểu form ngang. Và đây là cái form cổ điển heritage của nhà t-shirt ngày xưa. Đó, cho dù đây là một phiên bản mới các bác nhé, tuy nhiên nó vẫn sử dụng cái form logo cũ để đem lại cái sự hoài cổ, cái dáng classic. Bởi vì dù gì thì Visodes vẫn là một cái dòng sản phẩm quá nổi tiếng rồi, và người ta thích là thích Visodes ở cái thiết kế của nó. Trông có nét gì đấy, nó có xuất hiện trong những cái thập niên 70-80 như là kính cong này, rồi mặt chảy tia rực rỡ, kim dolphin này. Đó là những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy trong những chiếc đồng hồ những thập niên trước. Và chiếc Visodes này nó giữ nguyên phiên bản vậy. Vẫn là ba kim và hai lịch này, nhưng đặc biệt trên chiếc đồng hồ này đó chính là bộ máy C07.111 Hightech Excoberman. Bộ máy đã được nâng cấp đời thứ 2, và các bác để ý là nó sẽ chữ cót
80 giờ chứ không phải là 40 giờ như trước đây nữa. Đúng không các bác? Bởi vì bây giờ thì Powermatic vẫn là con máy chủ đạo của nhà T-Shirt thay vì là con máy ATA trước đây. Thế nên là VisualDesk cũng đã được cập nhật, update lên phiên bản máy mới với 80 giờ tích cóp rồi. Độ sai số thì cũng rất là ngon, tầm khoảng loanh quanh 15 đến 20 giây sai số một ngày cho phép, nhưng mà thông thường thì nó sẽ có độ sai số dưới 10 giây một ngày thôi. Automatic có đầy đủ có tay dừng kim dây. Đấy. Mức giá niêm yết ở con này thì em nhớ không nhầm thì nó loanh quanh tầm trên 20 triệu, còn với em Minh thì các bác hôm nay chỉ cần phải bỏ ra là 8.800.000 phát đấy. Số rất lộc đấy ạ. Giá đảm bảo với các bác là cái giá rẻ nhất thị trường. New 100% full box, bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện làm fake. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Tất nhiên là đối với những sản phẩm giá trị cao như thế này, mong các bác thông cảm cho em mình, đó là em sẽ yêu cầu cọc trước một chút, khoảng tầm 15 đến 20% giá trị của đồng hồ trước khi mà ship code. Xem đến đây rồi thì đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nhé. Thật sự nó rất quan trọng với em mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.